Xin chào mọi người đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty. Và trước mặt mọi người đây là một sản phẩm combo điêu khắc lông mày, phun môi và phun mím ở trong, được thực hiện bởi các chuyên gia tại DK. Thì trước khi mà nói sâu hơn về các sản phẩm này thì mình sẽ làm quen với chị khách hàng một chút nhé. Em chào chị ạ. Chị cho em hỏi thăm là mình tên là gì và mình bao nhiêu tuổi không ạ? Em là Linh, 25 tuổi. Vâng ạ. Chị ơi, thế không biết là lý do gì mà chị lại biết đến DK ạ? Em biết qua Facebook ạ. Facebook ạ, vâng. Thế chị cho em hỏi thăm là lông mày của mình ý, là trước khi đến DK là mình đã từng đi làm ở đâu chưa ạ? Em đi làm ở chỗ khác nhưng bị hỏng nên em đến đây xóa. Dạ vâng. Thế không biết cảm nhận của chị là gì khi mà chị sử dụng cái dịch vụ laser uncheck tại DK ạ? Em thấy rất là ok, với xóa lần đầu tiên đã hết rồi. Vâng. Có nghĩa là mình mới chỉ xóa một lần mà mình đã có thể làm lần mới. Lần thứ hai là hết sạch. Dạ vâng ạ. Thế cái cảm giác khi mà chị sử dụng dịch vụ đó như nào ạ chị? Em thì bình thường thôi, không đau rát gì cả. Vâng. Ngoài ra thì em nhìn thấy lông mày của chị vẫn rất là dày và đậm. Trong thời gian quá trình không hề bị trái trụi lông mày của mình đúng không chị? Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì khi mà được sử dụng thêm dịch vụ điêu khắc lông mày này và dịch vụ phun mí và môi tại DK thì không biết là trước tiên em hỏi cảm nhận của chị trong quá trình sử dụng dịch vụ thì chị cảm thấy như nào ạ? Em thấy rất ok. Dạ. Và đẹp ở chị ạ. Vâng ạ. Vâng, như mọi người có thể quan sát nhá, là hiện giờ lông mày của chị ấy được Master One điêu khắc này. Mọi người có thể nhìn thấy sợi rất là mảnh này. Khuôn dáng thì cực kỳ là phù hợp với khuôn mặt của chị ấy, chứ không như là cái dáng lông mày trước đây. Hiện giờ mình lại không tiện cầm điện thoại khác thì cho mọi người có thể quan sát được cái hình ảnh lông mày trước đó của chị ấy. Thì nếu như ai quan tâm đến dịch vụ xóa lông mày thì mọi người có thể inbox để mình gửi hình ảnh ban đầu của chị ấy cho xem nhá. Và ngoài ra ấy ạ, thì khuôn không những khuôn dáng đẹp, sợi mảnh này mà mọi người có thể nhìn thấy ạ, là những cái chiều lông rất là mượt theo đúng cái chiều lông mà của chị ấy mọc này, đảm bảo cái độ rất là thuôn mượt ở trên cặp lông mày. Và ngoài ra thì mí mắt của chị ấy cũng vậy ạ. Các bạn có thể nhìn nhá, chị gái nhắm mắt giúp em ạ. Một đường mí rất là mỏng này và tự nhiên này, nhắm mắt xuống thì không hề bị lộ, là không hề bị to. Và khi mở mắt ra, chị Linh mở mắt giúp em được không ạ? Mắt rất là tròn, đường phun mí mở tròn chỉ mở theo đúng cái đường khuôn mắt của khách hàng thôi. Và hơn nữa thì bây giờ mình sẽ lau môi của chị cho mọi người xem nhá. Đây ạ, mọi người có thể nhìn thấy là lau đi thì môi vẫn rất là tươi, rất là đỏ. Đây hoàn toàn là mình phun môi cho chị ấy chứ không phải là đánh son nhé mọi người nhé. Mà cũng như chúng ta có thể quan sát là môi không hề sưng một chút nào. Hầu hết các khách hàng đến sử dụng dịch vụ phun môi tại DK thì đều không bị sưng. Nhưng tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp, chẳng hạn như là môi thâm nhiều quá này, hoặc đối với một vài trường hợp cơ địa không ăn tê, thì trong quá trình làm chúng ta đã phải trợ thêm tê vào cho khách hàng để chúng ta không bị đau. Vậy nên là nếu như chị em nào mà môi thâm nhiều ấy ạ, mà muốn sử dụng dịch vụ phun môi thì em tư vấn cho mọi người là chúng ta sẽ nên dành thời gian vào những ngày cuối tuần như thứ bảy hoặc là chủ nhật để mình làm môi, thì chúng ta sẽ có cái thời gian nghỉ dưỡng sau khi mà nhỡ chẳng may mà môi có bị sưng một chút xíu nhé mọi người nhé. Mà nếu như ai cũng muốn có một đôi môi đẹp này, một cặp lông mày rất chi là tôn cái dáng mặt, một cặp mí rất là hút hồn như thế này, thì mọi người có thể đặt lịch qua fanpage của DK hoặc gọi điện thoại vào hotline 0911 310000 hoặc 0912 310000 để được tư vấn về dịch vụ cũng như là đặt lịch trước nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của DK và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào mọi người ạ.